máy doa miệng xúc bắp xe ô tô VSB1. Máy doa miệng xúc bắp xe ô tô VSB1 được thiết kế với kiểu dáng công nghiệp hiện đại, kết cấu máy nhỏ gọn, kín dưỡng. Đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, hệ thống điện khí làm giảm ma sát nên việc di chuyển giữa đầu máy và thân máy rất nhẹ nhàng, êm ái, giúp thao tác định tâm giữa lỗ vít và trục máy dễ dàng và chính xác, dẫn đến độ kín khít cao của xúc bắp và miệng xúc bắp. Máy có trọng lượng 895 kg, kích thước 1220 x 778 x 1895 mm, hành trình trục máy 200 mm, hành trình di chuyển ngang 950 mm, hành trình di chuyển dọc 45 mm, và trục máy xoay được một góc dao động cộng trừ 20 độ, nên máy có thể thực hiện việc sửa chữa phục hồi miệng xúc bắp của hầu hết các loại xe ô tô có trên thị trường Việt Nam. Hệ thống đệm khí cũng được sử dụng trên bộ gá đầu quy lát, nên khi gá đầu quy lát dù nặng, chúng ta vẫn thao tác rất nhẹ nhàng. Trục máy có tốc độ quay từ 0 đến 140 vòng một phút, được điều chỉnh vô cấp bởi hệ thống biến tần hiện đại nên rất thuận tiện trong quá trình cắt gọt kim loại. Hệ thống giao doa gồm 4 loại có các góc độ sau: 90 độ, 60 độ, 45 độ, 30 độ. Đây là các góc độ cơ bản dùng để sửa chữa phục hồi miệng xúc bắp đúng quy chuẩn. Tách đất, công cụ đắc lực của bạn. Hệ thống bảng điện của máy doa miệng xúc bắp xe ô tô: 1. Màn hình hiển thị vòng quay trục chính. 2. Nút tác động cơ quay trục chính. 3. Công tắc đóng mở nguồn điện. 4. Công tắc đóng mở đèn chiếu sáng. 5. Công tắc khẩn. Khi máy có sự cố, nhấn nút này thì máy sẽ hoàn toàn mất điện. Muốn mở lại, ta xoay nút theo chiều mũi tên trên nút. 6. Công tắc khí nổi. Khi mở thì khí nổi hoạt động và ngược lại. 7. Nút khởi động động cơ quay trục chính. 8. Nút điều chỉnh tốc độ vòng quay của trục chính từ 0 đến 140 vòng một phút. Gá đầu quy lát lên hệ thống gá trên bàn máy. Dùng khóa kẹp chặt đầu quy lát lại và điều chỉnh đầu quy lát vuông góc tương đối với trục máy. Gá bầu doa và hệ thống đồng hồ so lên trục máy. Đặt tấm thép mài phẳng lên đầu quy lát và di chuyển trục máy sao cho trục đồng hồ so chạm vào tấm thép. Xiết khóa, xoay núm vi sai điều chỉnh sao cho kim đồng hồ so chỉ giống nhau ở trước và sau trên tấm thép. Sau đó khóa chặt gá lại bằng hai tay xiết bên hông gá. Mở cần khóa trên đầu máy, quay tay quay điều chỉnh sao cho kim đồng hồ so chỉ giống nhau ở bên trái và bên phải trên tấm gá. Sau đó khóa cần khóa lại. Tháo hệ thống đồng hồ so ra khỏi bầu doa. Tra lưỡi doa lên bầu doa, đạp bằng đạp đệm khí, di chuyển đầu máy tra lưỡi doa vào lỗ vít, siết núm ly hợp, xoay núm via sai lưỡi doa tịnh tiến cho đến khi hết chiều dài lỗ vít. Sau đó mở núm ly hợp, quay tay quay cho lưỡi doa thoát ra khỏi lỗ vít. 4. Thao tác đóng bạc doa côn miệng xúc bắp. Bước 1. Cân chỉnh mặt phẳng. Mở hai tay khóa trên gá, xoay đầu quy lát 180 độ để mặt phẳng cần doa lỗ côn lên phía trên. Tra ti định tâm vào lỗ vít, chọn ti phù hợp với lỗ vít. Tra thước thủy vào ti định tâm. Điều chỉnh núm vi sai trên gá sao cho thước thủy đến vị trí cân bằng. Xiết hai tay khóa trên gá thật chặt và lấy thước thủy ra. Bước 2. Doa trụ và đóng bạc. Chọn cán dao góc 90 độ, tra vào thân dao, dùng thước banh me để điều chỉnh kích thước lỗ doa. Tra lò xo thân dao vào ti định tâm, đạp bằng đạp hay mở công tắc để tạo lớp đệm khí giữa đầu máy và thân máy. Di chuyển đầu máy đến vị trí thân dao, quay tay quay cho trục máy tịnh tiến xuống để tra thân dao vào trục máy. Nhả bàn đạp ra hay đóng công tắc, đầu máy sẽ được kẹp chặt vào thân máy bởi xi lanh khí nén. Siết núm ly hợp, xoay núm vi sai, tiến hành doa lỗ trụ. Sau khi doa lỗ trụ hoàn tất, ta tiến hành đóng bạc. Bước 3. Khóa mặt. Tiếp tục chọn cán dao góc 90 độ, tra thân dao vào ti định tâm. Di chuyển đầu máy đến thân dao và tra vào trục máy, tiến hành khóa mặt bạc vừa đóng vào đầu quy lát. Mục đích của khóa mặt là làm cho mặt phẳng của bạn trở về kích thước chuẩn của miệng xúc bắp. Bước 4. Doa côn 45 độ hay 30 độ. Tùy theo xúc bắp có độ côn 45 độ hay 30 độ mà ta chọn cán dao cho thích hợp và tra vào thân dao. Sau đó điều chỉnh kích thước mong muốn và khóa chặt lại.
tra thân dao vào ti định tâm, di chuyển đầu máy đến thân dao, tra vào trục máy và tiến hành doa lỗ côn 45 độ hay 30 độ. Sau khi doa lỗ côn đạt kích thước mong muốn, để tiếp tục doa lỗ côn kế tiếp có cùng kích thước với lỗ côn ban đầu, ta phải tiến hành chỉnh cử cố định và cử đồng hồ so. Bước 5. Doa lỗ côn 60 độ. Chọn cán dao góc 60 độ, tra vào thân dao, điều chỉnh kích thước mong muốn, sau đó tra vào ti định tâm. Di chuyển đầu máy đến thân dao, tra vào trục máy và tiến hành doa lỗ côn 60 độ. Sau khi đạt kích thước mong muốn, ta tiến hành điều chỉnh cử cố định và cử đồng hồ so để tiến hành doa các lỗ kế tiếp. Năm, các chú ý cần thiết trước khi sử dụng máy. Dùng thước thủy cân chỉnh bàn máy thật phẳng. Hệ thống khí nén có áp suất tiêu chuẩn 6 atmosphere. Thường xuyên bôi trơn trục máy. Mặt phẳng trượt thân máy phải sạch sẽ và khô ráo. Tách đất, công cụ đắc lực của bạn.